Hello các bạn, sau đây mình sẽ chia sẻ bài cắt này nha. Đầu tiên chúng ta sẽ dâng một mảng tóc ngang khoảng tầm là 90 độ để giảm trọng lượng tóc. Và sau đó mình sẽ đưa xuống thấp để mình chỉnh sửa khuôn viền. Và mình sẽ tỉa mỏng đi tầng lớp ở phía trên nha. Sau đó chúng ta sẽ lấy mảng tóc ở phía sau liên kế theo sợi tóc chuẩn của hai bên, liên kế xuống. Chúng ta sẽ dâng khoảng tầm là 90 độ so với da đầu. Và đường cắt là 90, liên kế theo chuẩn của khu hai bên. Tương tự chúng ta sẽ chia hơi xéo để khi mà chúng ta đặt lực vào thì nó sẽ dễ dàng hơn. Và đường cắt là theo chuẩn. Góc độ bây giờ sẽ là theo mảng tóc chuẩn nha các bạn. Tương tự chúng ta sẽ chia xéo qua khu bên cạnh luôn. Cái độ dài là do chúng ta mong muốn từ ban đầu, từ hai bên. Mình chỉ chia xéo qua bên này luôn. Và khi mà dâng thì chúng ta sẽ dâng tại trung tâm nhé. Cái một số bài cắt thì chúng ta sẽ chia dọc hoặc là chia xéo thì nó đều ra kết quả như nhau. Chúng ta phải lưu ý là cái đường chia nó không liên quan đến hình dạng. Sau chúng ta sẽ đo 1 đến 2 lỗ tóc của bên kia và đưa sang bên này. Dâng 90 độ và đường cắt. Ở đây được gọi là biến dạng hình vuông ở hai bên nha các bạn. Còn ở sau thì mình sẽ cắt tròn. Sau mình sẽ lấy một ít chuẩn của khu này và liên kế theo. Chỉ cần lấy đến 1-2 sợi là được nha các bạn. Và liên kế xuống dưới. Đường cắt theo chuẩn. Tương tự chúng ta sẽ chia mảng tóc xéo và đường cắt liên kế theo khu bên kia. Và khi mà chúng ta đưa ngang kiểm tra thì ra theo một dáng, đó là dáng tròn. Đấy các bạn. Đó. Tương tự sau khi chia xong thì mình sẽ thực hiện là khu trên. Vẫn phải liên kế theo khu hai bên mai nha các bạn. Chia xéo để khi mà mình dâng thì nó thực hiện dễ dàng hơn thôi. Còn một sợi kiểu tóc thì mình vẫn chia dọc bình thường, vẫn cắt ra được kiểu tóc này. Đường cắt lên cái theo chuẩn của hai bên và chuẩn ở dưới. Đối với kỹ thuật cắt này thì chúng ta cần phải kỹ thuật cắt là phải chuẩn. Hướng đi phải chuẩn để hai bên nó nối với nhau. Còn nếu mà khi mà chúng ta dâng không chuẩn hoặc là gì cái mảng tiếp nối mà nó không chuẩn thì nó sẽ không cân với nhau đâu. Đây chúng ta thực hiện quá sang bên này luôn. Để khi mà chúng ta đuổi từ bên trái sang bên phải thì nó sẽ cân xứng và nó nối với nhau. Góc độ ở của khu này thì tùy thuộc vào khu hai bên mai nha các bạn. Còn khu hai bên mai chúng ta có thể dâng ngang được hoặc là dâng dọc thì là do mình. Dâng ngang thì chúng ta sẽ thực hiện dễ dàng hơn. Đấy, tương tự bên này mình lại chia xéo và đường cắt thì nó phải liên kế theo khu trước, liên kế theo phía dưới. Tương tự chia xéo và dâng đúng góc độ mà mình cắt. Đường cắt là theo chuẩn. Chúng ta sẽ chia quá sang bên này luôn. Đấy, để hai bên lúc nào nó cũng phải nối vào nhau. Còn nếu mà bên nào dài hơn hoặc là bên nào ngắn hơn thì chúng ta dâng ngang. Dâng ngang và chỉnh sửa sắc nét đi. Đấy, và khi mà thực hiện xong thì chúng ta thấy là nó sẽ ra một cái hình tròn. Đấy, tương tự lên khu đỉnh đầu. Khu đỉnh đầu thì đầu tiên mình sẽ xác định góc độ là mình sẽ cắt không liên kết nha các bạn. Mình sẽ cắt không liên kết để giảm trọng lượng đi phần trên đi đã. Được chưa? Để mình giảm trọng lượng phần trên đi. Và
và phần mảng tóc dọc lên phía trước và nối vào. Tương tự mảng tóc thứ hai mình chia phát tán tại đỉnh xoáy và mình sẽ dâng góc độ cao lên. Ở đây thì mình sẽ sử dụng góc độ đó là 90 độ so với da đầu. Chúng ta vẫn dâng tại trung tâm. Mình sẽ dâng 90 độ so với da đầu. Sang hai bên thì chúng ta không cần phải chia phát tán tại đỉnh xoáy nữa mà chúng ta sẽ chia dọc bình thường. Thực ra thì đường chia nó không liên quan đến biến dạng cho nên là cứ thoải mái. Mình chia như thế nào cũng được, miễn là cắt ra kết quả với nhau. Một số kiểu tóc thì mình chia nó dễ dàng hơn, nhưng mà nhiều kiểu tóc là thực ra là nó cũng đơn giản thôi các bạn. Đấy, hoặc là các bạn xem một số kiểu tóc ở trên mạng ấy thì thực ra là nó cũng cắt ra một kiểu tóc là tương tự như vậy, nhưng mà nó có nhiều kỹ thuật cắt khác nhau, cho nên là mỗi chuyên gia thì người ta sẽ sáng tạo nhiều kiểu tóc, là nhiều phương pháp cắt khác nhau để làm gì ạ? Để làm cho nó mới lạ đi. Tương tự bên này mình vẫn chia mảng tóc dọc và mình dâng góc độ nó là 90 độ so với da đầu. Các bạn muốn nhanh thì mình sẽ lấy mảng tóc dày lên để thực hiện nhanh hơn. Sau khi mình giảm trọng lượng xong rồi thì mình sẽ đưa về góc độ mà chúng ta dâng ngang đấy các bạn, và mình sẽ cắt zig zag đi cho nó mềm mại. Mình nối lên cái theo cái tầng lớp ở phía dưới nha các bạn. Nối theo tầng lớp ở phía dưới. Lên cái theo phía dưới. Ok. Sau khi thực hiện xong thì chúng ta sẽ chỉnh sửa mái và liên kết phần hai bên mai thì nó sẽ đẹp hơn. Nó có độ mềm mại khi mà chúng ta là khi chúng ta cắt xong. Đấy, liên kết vào khu mai nha các bạn. Đấy, sau khi thực hiện xong thì chúng ta sẽ bắt đầu là tỉa. Hoặc là trong lúc cắt thì mình có thể tỉa luôn để tạo độ mỏng cho mái tóc. Ok, nếu các bạn thấy hay thì chia sẻ video này nha. Chúc các bạn thành công.